Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại bây giờ thì cũng 4 giờ mấy chiều rồi, thì thời tiết cũng mát dịu, nên nó là 2 giờ chồng em thì bắt đầu tụi em cũng sẽ đi ra ngoài chợ á, mình đến những cái văn phòng phẩm để mình mua tập và mua viết để đến ngày 28 tây, 28 tây tháng 28 là 18. tháng 8 này, là nhằm vào ngày thứ sáu anh chị. Tụi em cũng có làm một cái buổi phát quà cho những em học sinh. Giống như là nhà thì cũng khó khăn, không có đủ điều kiện mà để mình mua tập nè, không đủ mua sách hoặc là mua đồng phục rồi đó để đi đến trường. Thì hôm trước á, thì em cũng có xem ở trên báo á, là có một hoàn cảnh nghe cũng rất là đáng thương, là cái anh đó thì ảnh hiện tại anh đang ở Tây Ninh đó anh chị. Giống như là ảnh ảnh thì nhà thì khó khăn mà muốn kiếm tiền cho con đi học á, thì không có tiền để mà mua đồng phục, mua tập sách cho con đi học, nên anh đó thì bắt một con rắn hổ mang chúa rất là lớn. Thì anh đó thì bắt con rắn đó rồi anh bị rắn nó cắn, nhưng mà nhất quyết đó là anh không có chịu mà bỏ con rắn đó ra, tại vì anh cố gắng anh ôm vào trong bệnh viện luôn chị. Em xem cái hình đó em rất là sợ, tại vì hồi nào em rất là sợ con rắn. Anh đó, anh ôm theo con rắn vô trong đó luôn, anh nhất quyết là anh không bỏ nó, tại vì anh nói là bây giờ thì cha sẽ hy sinh cho con để mà có tập sách để con để đi đến trường. Thì thật sự thì em thấy cái hoàn cảnh đó, em thấy cũng rất là đáng thương ha. Bởi nên anh chị thấy thì cái lúc mà đầu năm như vậy thì có những nhà người ta không đủ điều kiện để mua tập vở cho con đi ăn học, thì người ta chạy đôn chạy đáo, người ta đi mượn tiền hoặc là người ta tìm đủ cách để cho con đi ăn học hết. Như bản thân gia đình em thì đã mua từ trước rồi anh chị, mình cũng chuẩn bị rất là trước, tại vì thật sự thì mình cũng có điều kiện hơn người ta. Về phần kinh phí á, thì là của một mạnh thường quân ở Canada có gửi về á, là cho em á, là kinh phí là 24 triệu để tụi em á, là sẽ phát cho học sinh nghèo ở khu vực phường 7. Thì bữa hổm em cũng hỏi ở trên ủy ban, ở trên phường đồ á, thì là người ta gom lại thì là tổng cộng là vừa cấp 1 vừa cấp 2 á, là ở trên đó là có 80 em học sinh nghèo và khó khăn. Mới đầu thì mạnh thường quân ở Canada thì cũng nói là có thể là em mua tập nè, có thể mua sách, nhưng mà mình suy nghĩ ra những cái lúc mà đang cận như vậy thì có nhà thì người ta không có đủ điều kiện để người ta mua sách, nhưng mà nhiều khi có những nhà người ta đã cố gắng người ta mua rồi anh chị, nên là nếu mà mình tặng người ta một bộ sách nữa thì thành ra nó thừa ha. Còn đồng phục cũng vậy, đồng phục thì ví dụ như giờ nhà nào mà người ta áo cũ quá, có thể là người ta đã cố gắng mua rồi, hoặc là áo còn xài được thì người ta vẫn cố gắng tận dụng lại anh chị, chứ mà còn người khó khăn thì người ta còn áo mặc được thì người ta vẫn vẫn xài, cho dù là nó có bị thâm kim hay gì đó người ta vẫn cố gắng người ta sử dụng. Em cũng nói với anh Mạnh Thường Quân ở Canada là em sẽ quyết định là mua tập và mua viết. Một phần quà như vậy thì cấp 1, cấp 2 luôn đó là khoảng 100 ngàn, còn 200 ngàn thì em sẽ gửi một ít kinh phí đó để cho gia đình, có thể là nhiều khi người ta cảm thấy thiếu thốn phần nào thì người ta sẽ mua cái phần đó cho nó dễ ha. Chứ nếu mà bây giờ mình mua sách hoặc là mình mua nhất nhất là sách sách thí dụ như giờ có những trường á, thì có thể là người ta đã có sách cũ, có thể người ta tặng cho học sinh nghèo, mình tặng bộ nữa thì rất là thừa. Đồng phục á, thì nó rất là lấn cấn vấn đề, giống như là em cũng không có thể nào mà nắm được em này mặc size gì hay là em này chiều dài như thế nào, nó có rất là khó khăn anh chị. Nên là em quyết định là em sẽ làm theo cách của em, và em cũng nói cho anh Mạnh Thường Quân thì anh đã đồng ý. Thì hôm nay bây giờ chiều mát mẻ vậy thì 2 vợ chồng em bắt đầu sẽ đi ra, mình sẽ đi khảo sát về tập vở và bút viết ha, để cho chuẩn bị cho vào cái buổi phát quà này nha. Bây giờ 2 vợ chồng em từ trong ngã tư Bị Phát á, đầu tụi em ra quẹo đường Tán Kế nha anh chị. Bây giờ hiện tại bây giờ ngoài đường nắng lắm, này thì Bến Tre đồ mưa cũng ít chứ mưa không có nhiều nữa. Lúc này nhiều khi buổi trưa anh chị, buổi trưa em đi làm nhiều khi nắng khủng khiếp lắm, có ngày em đi về nhiều khi cũng cảm thấy thì cũng mệt mỏi luôn, tại vì do thời tiết quá nắng đi, mình đi thì nó cũng vừa thiếu nước nè, ăn uống thì nó cũng không được nữa, nên là toàn là uống nước thôi, uống nước thì đổ mồ hôi một hồi là muốn hết nước luôn á. Đi thẳng ra bên ngoài luôn em, để anh quay bánh trung thu.
Hôm nay thì Bến Tre bắt đầu rất là nhiều gian hàng bán bánh trung thu đây nè anh chị. Để em quay qua đây. Rất là nhiều gian hàng bán bánh trung thu. Nay thì còn có khoảng tháng nữa là tới trung thu rồi. À, quá trời lồng đèn luôn. À, bánh trung thu. Năm nay quá trời hãng luôn. Hãng ở Bến Tre nè, hãng ở Sài Gòn nữa. Ở đây là công viên An Hội nè anh chị. Giờ này thì ở công viên không ai dám vào tại vì thời tiết đang nắng dữ lắm. Giờ này thì khoảng 4 giờ rưỡi rồi. Mà còn nắng dữ vậy nè. Đường phố thì giờ này thì vắng lắm anh chị. Vậy chứ mà đến ngày tụ trường học sinh đi học thì phụ huynh người ta đưa học sinh, đưa rước học sinh đi học đồ cũng đông lắm. Đây là cây cầu Bến Tre. Em đã đi ra tới chợ Bến Tre rồi nè. Ăn hồi tụi em sẽ ghé ngay cái gian hàng ở chợ Bến Tre gần đây nè. Chỗ đây cũng quen, tụi em hay mua tập sách cho mấy đứa nhỏ nhà em đó. Thì một hồi em ra đó thì tập vở của mấy đứa con em nó sử dụng như thế nào thì em sẽ mua sử dụng như thế nấy. À, đây là văn phục phẩm Kim Hòa. Giờ này thì bán đông lắm. Tụi em thì hay mua đồ dùng cho mấy đứa nhỏ nhà thì mua ở tiệm Kim Hòa đây nè anh chị. Đây giống như là người ta bán giá sỉ và giá cũng tốt nữa. Đồ nó cũng đầy đủ hơn. À, đây là có sách nữa nè. Sách lớp 1 nè. Nhiều loại lắm. Cặp sách đồ đầy đủ. Bút viết, học viết đồ nữa nè anh chị. Có tập nữa kìa. Thì chị ơi, như em tính là mua như là tập với viết là em tính là cho mấy đứa mà học sinh nghèo á, thì như giá cả ví dụ như là tập của cấp 1 á thì là giá như thế nào hả chị ha? Ừ. Tập cấp 1 chị mới tập tốt nha. Dạ em mới tập tốt á chị. Là ở nhà luôn á chị. Ở nhà em thì thường xài là tập của Thành Đạt mà hiệu Măng Non á chị. Dạ. Là cái này là mình giá bao nhiêu một chục hả chị ha? Tính em là 65 ngàn chục. Dạ rồi còn cái phần mà tập của cấp 2 á chị. Ừ. Tập cấp 2 thì em sử dụng là tập thế hệ. Tại đi viết nguyên tử đi ha, mình đi tập. Dạ. Thôi em dở cái tập cho anh xem em. Con của em á thì hay xài cái tập Thành Đạt như vậy nè, cái trang giấy á thì nó dày. Như mấy đứa nhỏ nó viết mực á nó không có bị lem. Mực á nó viết nó còn hơi ẩu á chị. Nên là mình xài cái loại tập này thì nó sẽ tiện hơn, nó dày lắm. Dạ. Trời. Còn cái tập mà thấy tại vì cấp 2 thì mình xài tập tương đối được rồi. Dạ. Nó xài nguyên tử mà đế này cũng là đẹp rồi đó. Dạ. Dạ. Để em coi được không em? Đúng rồi, thì ở nhà là mấy đứa nhỏ nó hay xài tập này. Đúng rồi. Tốt quá. Là cái này là bao nhiêu một chục hả chị ha? Thì tính em là 35 ngàn. Dạ. Thì hôm bữa là nói chung ra là hôm bữa là em cũng có hỏi giá rồi anh chị. Thì em cũng có về là em cũng có cộng trừ nhân chia là cho những mỗi mà em như vậy là bao nhiêu cuốn, là bao nhiêu cây viết. Thì hôm bữa là em về em cũng có cộng thử. Thì là mỗi một em như vậy là cấp 1. Thì em cộng ra là mỗi một em là được 12 cuốn và được 5 cây viết nho. Là viết nho là viết tím đó các anh chị. Thì tập của cấp 2 thì em cũng cộng ra là mỗi một em như vậy là cũng được là 20 cuốn. Thì còn viết thì em cũng được là 10 cây viết. Thì bây giờ là em sẽ quyết định là em sẽ mua là tổng cộng là cấp 2 thì em cộng ra là được là 50 em. Thì có cấp 1 thì được là 30 em. Thì tổng cộng là 80 em là ở trường Mỹ Quá ha, ở phường 7 mình. Thì chị ơi,
Thì bây giờ là em sẽ mua là 50 phần quà của cấp 2 là là tập á là được 20 cuốn. Là mỗi một em là được 20 cuốn và 10 cây viết. À, mà quên nữa, em chưa hỏi chị là viết á là giá như thế nào hả chị Hai? Như viết nho. Viết nho tím á là của cấp 1 á chị. Em cầm lên đưa cho anh coi kìa. Anh quan sát cấp thì em sử dụng á là ở nhà con em á là viết viết nho loại này thì á là em mua à, bình thường cho mấy đứa nhỏ luôn. Sử dụng cho mấy đứa nhỏ luôn, bởi cho nên là em cũng phát cho mấy bé học sinh luôn. Thì là cái này là mình giá là bao nhiêu một hộp hả chị ha? Nếu giá hộp thì tính chung 60.000 hộp. Dạ 60.000 một hộp. Thì hôm bữa là nói chung ra là bao nhiêu cây chị? 12 cây em. Dạ một hộp 12 cây. Dạ. Dạ thì hôm bữa nói chung là em cũng nắm giá hết trơn rồi anh chị, thì em cũng muốn là quay lên cho cái giá thì cho rõ ràng cho các anh chị biết là cái tầm giá là mình mua là bao nhiêu tiền. Do là học sinh cấp 1 anh chị thì mấy em viết bằng viết tím thì nó hơi ẩu nên là mình sẽ mua cái tập loại tốt một tí là cho nó dày một xíu. Còn học sinh cấp 2 thì viết bằng viết bông tử đó, gần viết kêu bằng viết nguyên tử á, là nó giấy nó tương đối mỏng hơn xíu cũng được, nó không cần phải là tập đẹp lắm. Thì hai vợ chồng em thì cũng tính là mỗi phần như vậy là một em là 100.000, thì mình sẽ tính ra dụ như là mình cộng trừ mình xớt qua xớt lại thì để cho các em được nhiều quà ha, như là có tập có viết để đi học. Đưa coi đây. À hiệu hiệu này hả? Cái này là gì? À dạ. Dạ. Vậy thì bây giờ mình bắt đầu mình mua đi chị. Rồi cái em cũng nói chị vậy, em nhờ chị là mình sẽ chia ra phần quà nha chị. Chia ra vô gói giùm em rồi cái có gì cái khoảng chừng 8 giờ. 8 giờ. Ngày 28 tây là thứ 6. Thứ 6 á chị. Chị chở vô trường Mỹ Hóa giúp em đặng em phát cho mấy đứa học sinh ha. 28 tây thứ 6 mà sáng chị giao sớm. Dạ. Cũng như chị vô từng gói cho em. Dạ, cấp 1, cấp 2 riêng luôn á chị. Thì viết á là em mua là tổng cộng đó là 25 hộp. À cái này là 1 hộp là 12, 10, không biết là 1 hộp 10 cây. 1 hộp 10 cây thì bây giờ là cho em là 50 hộp. Viết á thì viết nho này á là 1 hộp 12 cây. Thì em cộng ra là em mua được là 12 hộp rưỡi. 12 hộp rưỡi là quy ra là tổng cộng là 30 em. Thì bây giờ là chị lấy cho những cái phần quà như vậy thì tới ngày thì thứ sáu tuần này là tụi em có trong đó chị, tụi em có trong đó đón em đón chị luôn. Dạ. Dạ rồi thôi bây giờ thì em trả em gửi tiền cho chị đi rồi bắt đầu mình về. Bây giờ chị cộng tiền đi rồi tổng cộng bao nhiêu tiền? Quên nữa chị nhớ lấy cho em mấy sách bao thư mà. À bao đúng rồi bao thư nữa. Thật sự thì về giá cả thì em cũng đã nắm hết rồi, nhưng mà em cũng muốn công khai cho anh chị mình thấy là rõ ràng là mình đi mua như thế nào. Và chia ra thì một phần, mỗi phần quà của một em 100 ngàn thì mình sẽ được là bao nhiêu tập và bao nhiêu viết ha. Ở cửa hàng văn phòng phẩm Kim Hòa đây thì người ta bán lúc nào cũng đông như vậy anh chị. Tại vì cái giá thì nó cũng tương đối là tốt nên thì người ta tin tưởng thì người ta mua nó nhiều ha. Em thì hoàn toàn là mua tập vở cho mấy đứa nhỏ ở đây thôi. Cũng chỗ quen biết á, thì người ta sẽ tính cái giá tốt cho mình để mình phát cho học sinh á, nó sẽ được nhiều hơn. Bây giờ thì tụi em đã mua tập sách xong rồi anh chị, bắt đầu tụi em sẽ về thôi. Ở bên đây là chợ đêm Bến Tre nè. Nhất này thì bây giờ người ta bày trái cây ra, ta bán rất là nhiều ha. Đây là đường Hùng Vương buổi chiều đây. Giờ còn nắng nhiều. Em chạy thẳng đường Hùng Vương đi em. Chạy tới nhà thờ. Đi xem lại đường Hùng Vương nha anh chị. Bên đây là khách sạn Việt Úc nè. Khách sạn đây là chuẩn cũng như là 3 sao á. 3 sao 4 sao gì đó anh chị.
đường Hùng Vương này, ở đây thì dọc mấy sông này là mình đi tới bến phà Hàm Luông cũ luôn đó. Còn ở bên tay phải mình đây là viện bảo tàng của Bến Tre đấy. Lúc này nắng quá chứ mà còn thôi, nếu mà mát mát á, là mình sẽ gặp người dân á, ra đây người ta đi đi bộ nè, đi tập thể dục ở ngoài công viên đây. Thật sự thì thấy vậy chứ mà nhiều khi một bộ sách, một ít cuốn tập và viết để học sinh đi học á anh chị, có gia đình người ta khó khăn, hoàn cảnh người ta hơi khó khăn á, nhiều khi người ta cũng không có khả năng để người ta mua luôn á anh chị. Bởi nên là được anh Mạnh Thường Quân ở bên Canada hỗ trợ cho các em học sinh ở phường 7 á, thì thật sự là rất là quý ha. Đây là nhà thờ ở Bến Tre. Nhà thờ thường thường thì đông vào ngày thứ Bảy và Chủ Nhật là mấy ngày có làm lễ. À, quẹo đường Nguyễn Quyền về đi. Cái đường thẳng này là mình đi tới cầu Cái Cá anh chị. Còn đây là em quẹo về đường Nguyễn Quyền, đặng em về nhà. Đây là đường Nguyễn Quyền. Ở bên tay phải em bên đây á, là lúc trước là ở đây là có trường, dường như là trường Bán Công, trường cấp 3, ở đây là trường Tân Dân ở đây nè. Còn bây giờ thành là trường Mầm Non Hùng Vương. À, con đường này thì mát mát ha, còn ngoài đường Hùng Vương này nắng quá trời luôn. Tới đây là tới ngã tư đường Ngô Quyền và đường Cách Mạng Tháng 8 rồi nè. Em đi thẳng tới nữa là bắt đầu là tới ngay cái ngã ba, tới ngay cái cua. Em đi thẳng tới là tới cái cua ngay chỗ đường Tán Kế nhà em rồi. Ai dừng đèn đỏ đi. Thì chủ yếu thì em quay clip này để cho anh chị thấy em đi mua đồ dùng của học sinh, giống như là tập vào viết, để em phát 80 phần quà cho 80 em học sinh nghèo ở khu vực phường 7 ha. Đây là tất cả là kinh phí là của một Mạnh Thường Quân ở bên Canada. Thì video của em giờ sẽ tạm dừng tại đây nha. Em hẹn gặp anh chị và các bạn vào những video tiếp theo ha.